Em chào thầy nha thầy ơi. Thôi thầy đứng thôi. Ui dạ. Cái gì vậy? Đụng cánh cửa. Thầy ra ngồi chung với tụi em luôn nha thầy. Dạ. Dạ. À, nhóm ngữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì mình và Ngân đang có mặt tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Thanh. Thì một lần nữa lại gặp bốn em nè, học lớp 9. Thì ở đây có Yến Nhi nè, Kim Hương, Lâm Văn Âu với lại Tuyết Nhung. Thì bốn em đang học nhưng mà mấy em mình gọi xuống để mà hỏi chuyện một lát đó. Thì chào mấy đứa nha. Mấy đứa vô học lâu chưa? Ai đại diện trả lời cho chị đi. Hai tuần rồi hả? Rồi cái thời gian mà mình nghỉ ở nhà đó thì mấy đứa có làm gì không? Yến Nhi trả lời trước đi. Dạ em học trên đài. Em có đủ mấy cái phương tiện để mà học không? Dạ có. Có hả? Còn Hương thì sao? Dạ thời gian nghỉ thì em ở nhà với em với mẹ là học online. Còn Âu? Em ở nhà cũng như em cũng học. Cũng học online luôn. Còn Nhung thì sao? Em làm việc nhà với lại học online. Mấy đứa thấy học online thì mấy đứa có dễ hiểu không? Giống như học trên lớp không? Hơi khó hiểu. Rồi cái thời gian nghỉ này nè, khi mà mình vô học lại đó thì mấy đứa có gặp khó khăn gì không? Yến Nhi? Dạ không. Còn Hương thì sao? Có ai nghỉ dịch ở nhà đi làm thêm không? Hay là mấy đứa chỉ ở nhà thôi? Toàn bộ giờ ở nhà vậy là cũng ngoan đó chứ không có ai đi làm hết ha. Hôm nay chị với chị Ngân đến thăm mấy đứa nè, có vui không? Thôi, Yến Nhi có thể nhắc lại một chút xíu về hoàn cảnh nhà em cho chị biết được không Yến Nhi? Dạ, thì cha em thì đi làm, mẹ em thì đi bán tiết rồi. Em vẫn còn đủ cha mẹ, vẫn đi làm bình thường. Còn Kim Hương thì sao? Thì ba em cũng đi làm, mẹ em thì ở nhà. Còn Âu? Úc em đi làm, Úc em ở nhà chị. Vậy là em sống với Úc đúng không? Rồi cậu thì đi làm, còn còn cô thì ở nhà, mợ thì ở nhà. Còn Kim Hương thì sao hả em? Ủa Tiết Nhung chứ, Nhung thì sao? Thì ba em đi làm, mẹ em thì mất, mẹ em ở nhà. Mẹ em thì mất nên là ba em đi làm. Thì ở nhà là em ở với ai? Ở một mình thôi. Có khó khăn gì không? Có khó khăn trong việc làm việc nhà không? Em có em út gì không Nhung? Không. Vậy là chỉ có một mình thôi. Mấy đứa có định học tiếp lớp 10 không? Ông thì sao? Có định học không? Đang suy nghĩ hả? Con Nhung? Có. Có mấy đứa đều muốn đi học hết lớp 10 ha. Vậy chừng nào mấy đứa thi? Vài tuần nữa là thi đúng không? Rồi có chuẩn bị gì cho thi chưa? Có sợ không? Mấy đứa khi mà học xuống lớp 10 đó là chị nghĩ là nếu mà nữ thì sẽ cần áo dài rồi tập sách nè, rồi phương tiện đi lại nữa. Trường cấp 3 mấy đứa xa không? Xa ở đây không? Dạ, nếu thằng Đăng thì không phải là tầm 2 cây. Cũng xa đó chứ. Rồi mấy đứa có phương tiện gì để đi lại không? Có lo chưa? Chưa. Chưa hả? Còn nhiều bỡ ngỡ hả? Hôm nay chị với chị Ngân đến trước là hỏi thăm mấy đứa nè, trong cái tình hình dịch bệnh này mấy đứa ở nhà thì làm cái gì đó, rồi học tập thì như thế nào. Sau thì chị và chị Ngân cũng có một cái phần học bổng dành tặng cho bốn em nha. Thì lúc trước Mạnh Thường Quân đó là anh Robert Nguyễn á, có xem clip thì thấy mấy đứa rất là dễ thương luôn, nên là có hỗ trợ cho mấy đứa mỗi người một phần học bổng nhỏ nha, để mà tiếp sức cho mấy đứa đi học. Thì hôm nay chị thay mặt anh Robert Nguyễn gửi tặng cho mấy em nha, mỗi người một cái. Đây, cho Yến Nhi nha, Hương, Âu, Nhung. Rồi, mấy đứa mở ra đi nha. Lấy ngay đi, không sao đâu. Rồi, có vui không? Rồi, đại diện cảm ơn anh Robert Nguyễn giùm chị nha. Yến Nhi nói đi. Rồi, nói đi. Hương. Rồi, chúc mấy đứa có thật là nhiều sức khỏe và học giỏi nha, thi tốt nghiệp đậu nha. Rồi, chào mấy đứa về lớp học tiếp đi nha. Hai
Thầy ơi, thầy qua với em xíu nha thầy. Thì bây giờ mình với thầy Ngân đã phát xong số học bổng dành cho mấy em rồi đó các bạn. Thì bốn em mỗi em là 500.000. Thì đại diện giống Nguyễn Miền Tây xin cảm ơn Robert Nguyễn vì đã hỗ trợ cho mấy em cái phần học bổng tiếp xúc cho mấy em đến trường. Thì đại diện ở đây có thầy Khánh là hiệu trưởng của trường trung học cơ sở Vĩnh Thanh. Thầy có muốn nói gì với anh Robert Nguyễn không thầy? Thì đầu tiên thì cũng xin cảm ơn anh đã đến trường, đặc biệt là sau cái mùa sinh nghỉ dịch cũng mới vào trường lại, thì giúp đỡ cho một số em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận được cái suất học bổng tuy là không lớn, nhưng mà đây là một cái động lực để mà cho các em phấn đấu và hỗ trợ thêm phần nào cho gia đình, giúp các em vượt qua được những khó khăn hiện tại để hoàn thành cái học kỳ 2 sắp tới mà chuẩn bị khi mà có mừng.